Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Hơn 30 bàn thắng ma thuật của Zidane cho Real Madrid. Theo tờ Sport News, vào năm 2016, huấn luyện viên Real Madrid Zidane đã đích thân dạy cho cậu học trò Ronaldo khi còn ở Madrid cách xuất phát. Để dạy Ronaldo, điều duy nhất là phải chiến thắng được cậu ấy. Zidane đã bắt đầu dạy cho siêu sao người Bồ Đào Nha bài học xuất phát đầu tiên bằng cuộc thi đá phạt với cầu thủ này. Theo đó, hai thầy trò đã cùng nhau trải qua thử thách xuất phạt từ 10 vị trí khác nhau. Trong đó, Zidane đã khiến học trò lắc mắt khi thực hiện thành công 10 trên 10 quả, còn Ronaldo thực hiện thành công 2 lần. Ronaldo đã thua, tâm phục khẩu phục Zidane. Do đó, thay vì hờn dỗi, cầu thủ này đã chạy tới để công kênh ông thầy người Pháp. Sắp tới, đích thân Zidane sẽ dạy đá phạt cho cậu học trò Hazard chăng? Cùng tổng hợp hơn 30 bàn thắng ma thuật của Zidane cho Real Madrid nhé! Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Zinedine Zidane hay còn được biết đến với biệt danh Zizou là người nằm trong danh sách đặc biệt của làng túc cầu, khi ông là một trong số ít người thành công trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Zidane có tổng cộng 108 trận chơi cho tuyển Pháp. Những cột mốc đáng chú ý là cùng Les Blues đăng quang World Cup 1998, Euro 2000 và cú húc đầu tai tiếng vào ngực hậu vệ Materazzi của tuyển Ý ở trận chung kết 2006. Trận đấu chứng kiến gà trống gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Về phương diện câu lạc bộ, Zizou có thể gọi là minh chứng cho câu gân càng già càng cay. Khi 29 tuổi, huyền thoại này mới lần đầu đặt chân đến Bernabeu và thay đổi sự nghiệp cá nhân cũng như lịch sử câu lạc bộ. Và ở cương vị huấn luyện viên như hiện tại thì chắc hẳn ai cũng biết về chiến tích hat-trick ở Champions League vô tiền khoáng hậu mà ông cùng bầy kèn kèn trắng làm được từ năm 2016 đến 2018. Và hôm nay xin mời các bạn quay trở về những năm đầu thế kỷ 21 để cùng xem hơn 30 bàn thắng ma thuật của Zidane cho Real Madrid. Các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công sẽ thường đóng vai trò là cầu thủ băng vào dứt điểm ở tuyến hai sau mỗi đường căng bóng trả ngược của các cầu thủ chạy cánh. Nhưng các bạn hãy xem pha bóng này, Zizou cũng là một hộ công và có lẽ Roberto Carlos hiểu được là nên làm gì để tận dụng tối đa khẩu thần công này. Đó chắc chắn là một pha treo bóng lơ lửng đến vị trí mà Zidane đang chờ sẵn và tất cả những gì mọi người được chứng kiến là cú volley sấm sét làm tung lưới Racing Santander như vậy. Nhìn thì thật là đơn giản, chỉ là một cú ngoặt bóng cơ bản và vung chân như thường lệ, nhưng sao nó lại hiệu quả và đẹp mắt đến vậy khi cú ngoặt bóng cơ bản ấy lại loại bỏ hoàn toàn đối thủ và pha vung chân tiếp theo cũng vẽ lên một đường cong mê hoặc vào lưới Alaves một cách mượt mà đến thế. Các bạn có thể lý giải tại sao không? Đây là bàn thắng mà Zidane đã ghi được vào lưới Real Valladolid ngày 13 tháng 9 năm 2003. Đôi chân của Zizou là kho xăng, đường chuyền của Beckham là mồi lửa, cả hai phá vỡ đi quy tắc. Trở trêu thầy, Valladolid lại ngồi sữa và chỉ có thể dùng từ tuyệt vời để mô tả kiệt tác này. Nhưng mà hình như bàn thắng này cứ trông quen quen, các bạn có thấy nó giống với siêu phẩm nào không? Tạm dừng video và bình luận ngay các bạn nhé! Thật không có gì sướng bằng khi được chứng kiến Zidane và Ronaldo de Lima phối hợp làm bàn đúng không nào? Và đây là một trong những lần cả hai cùng chung tần số. Zizou phát động tấn công bên hành lang cánh trái, tiếp đến là một pha qua người và đập nhã với người ngoài hành tinh, và lại là huyền thoại người Pháp băng lên tung cú cứa lòng ngọt như mía lùi, khiến pha đổ người của thủ thành Juan Batis chỉ làm nền cho siêu phẩm này mà thôi. Nếu được nói gì về bàn thắng này thì chỉ có thể là mẫu mực. We'll be right back.
Đây là cú volley đã xóa tan đêm lạnh giá tại Glasgow, Scotland, nơi diễn ra trận chung kết cúp C1 2001-2002 của Zidane. Siêu phẩm của Zizou vừa đẹp vừa ý nghĩa khi giúp Real đoạt được chiếc cúp tay vòi lần thứ 9 lên đỉnh châu Âu và chấm dứt chuỗi 12 năm chờ đợi. Pha lập công này luôn được giới chuyên môn đánh giá là bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận chung kết cúp châu Âu, nhiều lần lọt vào top những siêu phẩm của thời đại. Dù biết Zidane là một cầu thủ xuất sắc, nhưng có lẽ các cầu thủ Deportivo cũng không hề biết huyền thoại người Pháp sở hữu phép thuật trong mình. Và sau khi thứ phép thuật của huyền thoại sinh năm 1972 lên tiếng để biến bốn hậu vệ của Deportivo thành những con rối trên sân và tung cú sút cháy lưới, thì có lẽ họ nên thức tỉnh trước khi mọi chuyện còn tồi tệ thêm. Nhanh gọn, hiệu quả có lẽ là phong cách của huyền thoại người Pháp gốc Algeria khi nhận được đường truyền của đồng đội trong tư thế có không gian để chơi bóng, không phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay thực hiện những động tác phô diễn kỹ thuật cá nhân, chỉ một nhịp đẩy bóng tạo khoảng trống và vung cái chân trái để tung ra một quả rocket vào lưới đối phương là đủ để Zidane giải quyết mọi chuyện êm đẹp, và các cầu thủ Real cũng chỉ cần chân đó là có thể cùng nhau ăn mừng. Không phải là một cầu thủ có khả năng bật nhảy kinh khủng như CR7, nhưng Zizou sở hữu chiều cao 1m85 có thể xem là đủ xài, và cái đem lại chiến thắng cho huyền thoại sinh năm 1972 là khả năng di chuyển và chọn vị trí cực kỳ thông minh như thế này. Còn với cú vẫy má kim vô lê một chạm này, chắc có lẽ là của hiếm trong làng túc cầu. Chỉ những ai sở hữu đủ kỹ thuật, cảm giác bóng, cảm quan không gian và sự tự tin mới có thể kham nổi pha bóng như vậy. Có chắc ba thuật là đây. Và nếu các bạn đã chán ngấy với những pha volley hay rocket của Zidane và muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà người ta hay gọi là tinh tế, thì đây, pha nhích bóng vượt qua thủ thành Sevilla và khiến bóng từ từ lăn vào lưới và cuốn theo cả sự bất lực của hậu vệ đối phương, có lẽ là thứ bạn đang chờ đợi. Giả sút cũng là kỹ thuật nằm trong bộ kỹ năng của phù thủy Zizou, và động tác quá thuần thục của huyền thoại người Pháp đã khiến hậu vệ của Espanyol té ngửa. Còn Zidane thì tiếp tục tung ra cú sút trái phá, xé toang mảnh lưới đối phương. Pha đi bóng diễn ra với tốc độ khá dễ quan sát, nhưng tại sao cú sút của huyền thoại sinh năm 1972 lại bay một cách đột ngột, cứ như được tua nhanh ở đoạn này vậy? Hay là có một thứ phép thuật nào chăng? Đây cũng là một bằng chứng nữa cho thấy Zidane không mạnh về khả năng đánh đầu, nhưng sự khôn ngoan của Zizou vẫn cho phép bản thân ghi bàn trong các tình huống bóng bổng như bình thường. Ngoài khả năng chọn vị trí thông minh, cựu cầu thủ Real còn đọc được tình huống và biết được thủ thành đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Và việc còn lại của Zidane đơn giản là đánh đầu về phía ngược với đà di chuyển của người gác đền đội bạn. Đúng là tất cả những bộ phận trên cơ thể chỉ là công cụ cho Zizou, còn lại huyền thoại người Pháp vẫn luôn chơi bóng bằng cái đầu. Vừa rồi là 30 bàn thắng ma thuật của Zidane cho Real Madrid. Hy vọng video làm các bạn cảm thấy thích thú. Cảm ơn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.